Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video các bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp ăn chia tổng giải thưởng là 15.000 USDT token DC DOT nè. Thì chương trình để góp này random cho 5.000 người may mắn nha các bạn. Slot. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video mở cái link phong các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn xôn xào kênh Telegram group nó nè. Trên Telegram group nó vẫn xôn xào các bạn. Rồi tiếp tục các bạn bắt up lên nè. Rồi tiếp tục các bạn xôn tiếp kênh Seller nè. Trên kênh Seller nó các bạn xôn xào các bạn. Sau đó các bạn bắt up lên nè. Tiếp tục các bạn follow tại Twitter nè. Dưới tỷ lệ 5.000 người may mắn thì tỷ lệ các bạn nhận token khá là cao nha các bạn. Nên mình mới làm cái video này. Rồi tiếp tục bấm up đây nè. Tiếp tục các bạn copy cái hashtag này, bạn tự chữ dot DC dot và mini dot nè. Các bạn follow Twitter nè. Ủa các bạn vào đây các bạn like và tweet nè. Các bạn like nè. Các bạn chỉnh chặn như tweet với hashtag đây bạn. Rồi các bạn comment luôn nha bạn. Các bạn bình luận luôn nha bạn. Rồi các bạn bấm up lên nè. Rồi thì xuống đây thì các bạn việc bấm vào dấu tít này nè. Yes nha các bạn. Like link retweet thì các bạn mở cái link retweet của tất cả bạn ra nè, tại Twitter của tất cả bạn ra nè. Các bạn nhập vào ba cánh cùng, nhập vào một hồ sơ nè. Các bạn chia sẻ qua tweet cho lời người bạn. Các bạn chia sẻ các bài các bạn đã tweet nè. DC dot fan còn qua bài tweet các bạn chia sẻ nè. Các bạn sao chép liên kết nha các bạn. Rồi sau đó các bạn trở về cái link phong này nè, các bạn dán vô đây nè. Rồi các bạn điền lại username Telegram của tất cả bạn nè. Thì các bạn mở Telegram của tất cả bạn ra nha các bạn. Các bạn nhập vào ba anh cùng, nhập vào setin nè. Các bạn copy username mình nằm chỗ này nè các bạn. Rồi mình gửi lên support nè. Ơi gửi vào link phong đây nè. Tiếp tục các bạn điền lại username tại Twitter nha các bạn. Thì các bạn mở Twitter ra thì các bạn sẽ thấy được username Twitter của bạn. Tiếp tục gửi địa chỉ với bên bi sao mất trên bet20 trên chocolate nữa các bạn. Rồi các bạn dán vô đây nè. Tiếp tục các bạn cái phone này thì các bạn điền giúp mình cộng anh 562 của đẩy phần link mô tả với video của tất cả các bạn nha bạn. Rồi sau đó các bạn bấm gửi cái link phong là xong nha các bạn. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp ăn chia tổng giải thưởng 15.000 USDT token DC DOT này em kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.